Phòng giáo dục Dầu Tiếng và phòng giáo dục Phú Giáo đang khởi động. Qua đi em ơi, đừng đi tới nữa. Trời đất ơi, cái cô đó. Chứ nào mình dắt tụi thằng Huy đi với thằng Kaka Phát đi thì cũng có Phú Giáo, có đứa cao vậy vô chung kết. Làm kênh YouTube của chú đây. Vlog. Duy Vlog. Duy Vlog. Cứ gõ đi, thấy mặt cái đứng thứ hai. Giờ ui, rồi. Thứ hai không có ở dưới. Rồi cái này mới có 4 tiền. Rồi. Thầy á chứ thì chú đâu? Thầy Duy Vlog. Thủ vòng 1 trên đó nhiều lắm. Được. Phòng giáo dục Phú Giáo trong trang phục đỏ đen. Phòng giáo dục Dầu Tiếng trong trang phục xanh, toàn xanh. Sọc cam. Trời ơi. Úi giời. Quên cấm luôn. Cái bò cũng gắt lắm á. Chú Chính à, cô giáo đánh ghê quá. Cao nữa. Cái cao cũng lận số 2 của Dầu Tiếng quá. Số 2 của Dầu Tiếng cao quá trời cao. Ê. Ừ, nó dội bơm. Tài tốt ghê. Oh.